tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Hiện tại hôm nay là mùng 1 Tết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lại nội lại ngoại, mình thắp hương. Mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi thắp hương nha các bạn. Trên 100 tuổi. Ừ. Đây con gửi nội lấy lộc nha. Ừ. Dạ. Rồi nội cũng chúc cho con bước qua năm mới được mạnh tay khỏe chân dồi dào sức khỏe đầu năm chí những cuối năm làm dạ. Ăn phát tài vô lợi. Dạ. Dạ. Cảm ơn nội nha. Của trần thế khuyên ai hãy gầm danh mà chi lợi lắm mà chi bả công danh như bọt nước có ra gì. Mùi phú quý dường như mây tan hiệp, sang cho lâm cũng thì một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tuổi xanh đeo đuổi kiếp con người, thần tứ đại có mấy đâu làm chắc. Kìa là sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiểu niệm thân. Cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mới đâu chắc được. Thêm nỗi bệnh nỗi già thưa phượng, sống trên đời sống được bao lâu, mới mà sanh kê đó đã bạc đầu, rồi lại bị quan khâu một năm. Ôi tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đang vô thường dạng sự hưu, muôn việc đều mang lây tất hơi, hơi vừa dứt thì cuộc đời cũng chấm dứt. Rồi hay quá. Đưa tao quay đó nè, nè ngay lên nhà mình nè, nói gì coi. Vui không? Chả ăn Tết vui không? Trời. Đây không có ăn Tết đâu bà ơi. Đây đây ăn Tết vui lắm con ơi. Đây dạ, đây Kim Cương. Chú Hai Toàn, dạ chú Hai Toàn ơi, chú Hai Toàn. Ủa dạ chú Hai Toàn. Nhưng mà còn nhớ. Có ai vậy không? Nhớ chứ. Ở chú Hai Toàn. Nè, nè. Chú Hai nói chuyện không? Phải rồi, ai á chứ không phải chú Hai Toàn. Đâu phải chú Hai Toàn. Ông Nhật cũng Hà nữa. Ông Nhật, ông Nhật Nhật mà. Chú hơi tàu ta thì, miệng này đặc quá miệng đặc không à miệng đặc không à Kim Toàn cười kìa, Kim Cương bên mày kìa miệng kêu quá thấy đâu chịu kìa nè cái này đứa nào dạ chú Hai Toàn dạ chú Hai Toàn kìa đó gán đi 21 kìa chú Hai Toàn chuẩn bị cái bao về nghe 3 năm về ba cái bao lì xì nha chứ giờ không có tới 3 năm lận tới 3 giờ để dành đi cứ 5 miếng miếng gì đó vậy. Đi là con nhét 3 năm 3 miếng nha. Con mua bao 4 quá vậy đó, bao đó thôi. Hôm nay mình không mua hộp, không dư vậy. Có. Có. Trời cái chân trời là đủ rồi. Để hổng tay. Muốn gì vậy? Không có đi con bánh mít này mà không đế tới lắm. Chưa ăn hả? Ủa giờ này mấy giờ rồi, 1 2 giờ rồi thôi ăn đi con ơi. 11 giờ là bánh 1 giờ rồi đó. Giờ là 8 giờ. 8 giờ 8 giờ rưỡi, 8 rưỡi là bánh 10 rưỡi không? Nấu hả? Trên lệnh 2 giờ. Trên lệnh 2 tiếng. Dọc cho đất xây mà. Mình 6 giờ là bánh 8 giờ. Cái đất xa quá rồi, xa xa lắm. Nè mà chúc anh hai chị hai mày đi.
Hello. Hello. Lên ta. Khỏe ha, khỏe ha. Vậy là luôn cái sao vậy giờ ta. Để suy nghĩ, để suy nghĩ, suy nghĩ từ từ. Chúc gì giờ ta. Bất ngờ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi nói chung là ở bên kia nhưng mà mình cũng Việt Nam thì chúc Tết chúc chung luôn nha. Mình ở bên Nhật nhưng mà mình vẫn là Việt Nam mà. Sao mày không chúc sang năm còn cú tí thôi. Thôi. Mày chúc mới cũng ăn đang làm gì nha. Mày hả? Nói chung là công chắc mày hả? Chúc mừng mày chúc sang năm để sang năm còn cú tí không nữa cho mày chúc kỳ. Cái tao nhắn vô liền lấy lại. Tao biết à. Nhưng mà mày không được nhắn vô quá thì nhắn nghĩ tao nhắn vô thì mà. Lúc gài biết nhắn tin được ghê nha. Tao. Tao để chữ sao á, sang năm có cú tí không ấy. Hồi lấy tiền thì bà chó cái tao nhắn thì gửi. Tao gửi tiếp ba tay, tiếp mời quá trời không được nhắn nhiều tiền. Thôi đâu bình thường mà. Tao nói có một cụ tí cùng mình á, ổng nói bà tao coi đồng hồ quá, chứ kim chưa có tới giờ, tự nhiên tao coi tới năm mười chết mẹ 11 giờ rồi. Mà chưa. Sao bà anh buồn không? Dạ cũng đã đỡ rồi chứ không buồn lắm. Sao không đi đâu mà quay phim chụp hình gì gửi cho anh trời. Không đi đâu đâu. Qua tàn qua nở gì cũng có cái bông rồi mình coi. Qua tàn qua nở gì cũng có cái bông kìa. Không có được gửi clip mà biết gửi á là đăng lên cũng được mấy trăm view á chứ. Có hả? Vậy kêu gì lạ chứ nó gửi cho mày. Con hôm bữa nó gửi con. Ê biết là qua đào nở là gì bên đây cũng có là kêu nó gửi đó là điện ngầm rồi đó. Ừ. Tạo điện ngầm á cũng được. Chị hai biết cũng nghe. Ừ, cái gì đi là phải quay một chút xíu nữa. Cho mà 10 lấy, con thì xì có một chút cho 10 sao lấy. Ôi ơi rộng rãi dữ ta. Ôi rộng rãi dữ ta. Ê có một mình là nhất nha. À, đúng không? Có tờ này mượn nhất nè. Ôi ghê hả ghê hả. Ôi nghe dữ vậy vậy. Hết rồi. Rồi có cha đâu? Hết. Có cha đâu rồi? Không nhận. Có đâu đâu. Trong mẹ gì nè. Con tiền. Ừ. Ờ để em cái bao ra đi. Nãy nhét còn. Biết ha. Biết cái bao này có tiền luôn á. Đó để mà trời. Nguyên một chồng mà lấy có một cái thôi có tiền kìa đó. Rồi ghê quá ta. Rồi cảm ơn con gái nha. Rộng rãi quá ha. Ôi. Rộng rãi quá. Có lý có lý. Đâu nữa hả? Ôi. Chị ba. Cảm ơn con nha. Chị ba luôn á. Chị ba năm nay vừa được. Cô lý cô lý. Bà nội quen quá thôi đi. Hết rồi, móc hết rồi chứ đâu. Con, quá trời giống nó. Ở đâu? Tự nó chứ hả? Bà năm nay tại ưu tiên kìa bà nội. Theo ưu tiên ơi. Chị ưu tiên đó con không biết nói. Chị xe cho chán mình nói với bà nội. Ưu tiên là nhất nè nha. Được chế tàu.
mày bỏ không rồi đi đâu mà quên rồi, quên nữa hả? Sớm giờ mình cũng đã đi thắp nhang ở nhà nội nhà ngoại xong rồi các bạn, mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Kính chúc tất cả các bạn một mùa xuân ấm no hạnh phúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.